Bây giờ đã bắt đầu vào lớp học ạ. Xin mời Tham Mỹ Cá đọc bài kinh lễ bái Tam Bảo trước khi vào lớp ạ. Xin mời Tham Mỹ Cá. Rồi ạ. Cô bắt đầu ạ. Sake kame cha rube giri sikarata te chantali ke vimane liberate cha kame taru anagahane ge hawa tum hike te fumma cha yantu dewa cha la ta la wisame ya kaganta banaga te tanta santi ke yang muni wara watanang sa tavo me sunantu tamma sawanakalo Ayam pananta tamma sawanakalo ayam pananta tamma sawanakalo ayam pananta namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam Gacchami Dutiyammi Buddham Saranam Gacchami Dutiyammi Dhammam Saranam Gacchami Dutiyammi Sangham Saranam Gacchami Tatiyammi Buddham Saranam Gacchami Tatiyammi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyammi Sangham Saranam Gacchami Iti biso bhagava arahang samma sambuddho vitta charana sambanno sugato lokavidu anuttaro bodhisattva sarati sata deva manusanang buddho bhagava tinati me saranang anyang buddho me saranang varang etena sacca vacena hotu me jayamangala Uttamang gena vande hang bana bansum varuttamang Utte yo kalito do so bhuto kamatutam mamang swakato bhagavata tammo sanditiko acaliko ehipasiko opanadiko pachatam veditapo vinyuhi tinati me saranang anyang tammo me Saranang warang etena sacca vacena hotu me jayamangalang uttamangena vandeham tamman caduvitam warang tammeyo kalito doso tammo kamatutam mamang supatipanno bhagavato savaka sangho Ujjubati bhano bhagavato savaka sangho nyayabati bhano bhagavato savaka sangho samichibati bhano bhagavato savaka sangho yadidancha taripurisa yugani atapurisa bhukkala esa bhagavato savaka sangho Ahu nai yo, bahu nai yo, dati nai yo, anjali karani yo, anu atarang bo, nyake tang lo, kasati nati me saranang anyang sangko me saranang warang ete nasa cawate. Naho tu me jaya mangalang uata mangge na wande hang sang tan jadu vito tamang sang ke yo kalito do so sang ko tamatu tang mamang Wanda mi je ti yam sa pan sa pata ne subati ti tang sa ri ri kata tu maha bo tim bo taru pan sakalang sada Sambuddhe atavi sancha doda sancha sahasake pancha sata sahasa ninamami sirasa ahante sangtammancha sangkancha adare nanamami hang namakara nupave nahantva sape upadave aneka antaraya pivina santva se sato Sambuddhe pancha banya sancha Tuvi sati sahasa ke dasa sata sahasa ninamami sirasa
sa a hang te sang tam man cha sang khan cha a da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pa we na han to sa pe u ba ta we a ne ka an ta ra ya pi wi na sa to a se sa to sam bo te na bo ta ra sa te a ta cha ta li Sasaha Sakin Win Satin Sata Saha San Ninama Misirasa Ahante Santa Manta Sankanta Adare Nanama Mihang Namakara Nufa We Nahanto Asape Ubarda We Aneka Antaraja Iwina Santo Ase Sato Sambut Sape Burati Maya Disaya Sata Aweda Suki Hontu Sape Burati Maya Anudisaya Sata Aweda Suki Hontu Sape Dakinaya Disaya Sata Aweda Suki Hontu Sape Dakinaya Anudisaya Sata Aweda suki hong tu sa pe pa ti ma ya di sa ya sa ta. Aweda suki hong tu sa pe pa ti ma ya anu di sa ya sa ta. Aweda suki hong tu sa pe ua ta ra ya di sa ya sa ta. Aweda suki hong tu sa pe ua ta ra ya anu di sa ya sa ta. Aweda suki hong tu sa pe ubari ma ya di sa ya sa ta. Aweda suki hong tu sa pe heti ma ya di sa ya sa ta. Aweda suki hong tu sa pe sa ta. Aweda hong tu suki ta hong tu ni do ka hong tu ap ya pa cha hong tu anika hong tu di ka yu ka hong tu arok ya hong tu sampati hisami chan tu suki ata nang pariharang tu do ka pa ta cha ni do ka pa ya pa ta cha ni pa ya so ka pa ta cha ni so ka hong tu sa pe bi ba ni no Akasatha Chakummata Devanaka Mahitika Bunyang No Anumodantu Tidang Rakantu Sasanang Akasatha Chakummata Devanaka Mahitika Bunyang No Anumodantu Tidang Rakantu No Garu Akasatha Chakummata Devanaka Mahitika Bunyang No Anumodan Tutirang Rakan Tunyatayo Akasatha Chakummata Devanaka Mahitika Bunyang No Anumodan Tutirang Rakan Tubani No Akasatha Chakummata Devanaka Mahitika Bunyang No Anumodan Tutirang Rakan Tuno Sada Inang watano bunyang asawa kaya wahang ho tua na gate kale sa thu. Dạ thầy, kinh Tam Bảo đã xong ạ. Con kính thỉnh sư Tinh Tuệ lên lớp giảng ạ. Dạ con kính mời sư ạ. Cô Trăng chỉnh máy xong chưa? Cô Trăng chỉnh máy xong chưa? Dạ chưa, dạ chưa. Thôi mà cô sư cứ giảng đi cho, nếu mà sư giảng thì giảng đi. Sao nay làm lâu vậy? Sư giảng đi. Giảng thì sao thôi bài lại cho lớp. Con có thâu, sư giảng đi. Con có thâu, sư giảng đi thưa. Sau đó chúng ta sẽ sửa bài tập số 3 ha. Số điểm thì giống như giới thiệu hôm trước, số điểm ngày hôm nay thì chúng ta học phần hàng chục.
là phần khai quát về phần số điểm. Rồi đến phần quyển 2 thì chúng ta sẽ có một bài học chi tiết về phần số điểm này. Vậy chúng ta cho học khai quát một vài số điểm như vậy thôi để cho mình biết một ít số điểm trong cái phần tập đọc này. Rồi đến khi quyển 2 đó thì chúng ta sẽ học chi tiết hơn. Số điểm cũng là một phần khó ở trong tiếng Mali. Nó không phải đơn giản giống như ở trong số điểm của tiếng Việt mình. Số điểm là một phần khó ở trong tiếng Mali. Ngay cả trong phần số điểm cũng là một cái phần chia cách của nó. Cái bảng chia nó rất là phức tạp. Nó có cả nam tính, trung tính, nữ tính gì ở trong đó. Rung tung tung. Còn bây giờ thì mình chỉ tập điểm thôi. Tập điểm. Chú ý là tập đọc cho các tự. Bây giờ hôm trước mình có số 10 là Đát Xác, 20 là Vi Sát Tí. Bữa nay thì chúng ta bắt đầu từ 30. 30 là Tinh Sát Tí. Tinh Sát Tí. Tí nữa mình đọc thì mình ôn lại luôn cả số 10 ha. Số 10 là Đát Xác, 20 là Vi Sát Tí. Giờ 30 thì Tinh Sát Tí. 40 là Chắc Ta Ly Sa. 50 là Panyasa. 60 là Sati. 70 là Satati. 80 là Asaiti. 90 là Nabuti. 100 là Satta. 1000 là Sahasa. Nhắc lại, số 10 là Dasa. 20 là Visati. 30 là Tinh Sati. 40 là Chatta Lisa. 50 là Panyasa. 60 là Sati. 70 là Satati. 80 là Asaiti. 90 là Nabuti. 100 là Satta. 1000 là Sahasa. Lần nữa ha, 10 là Dasa. 20 là Visati. 30 là Tinh Sati. 40 là Chatta Lisa. 50 là Panyasa. 60 là Sati. 70 là Satati. 80 là Asiti. 90 là Nabuti. 100 là Satta. 1000 là Sahasa. Rồi lần nữa, 10 là Dasa. 20 là Visati. 30 là Tinh Sati. 40 là Chatta Lisa. 50 là Panyasa. 60 là Sati. 70 là Satati. 80 là Asiti. 90 là Nabuti. 100 là Satta. 1000 là Sahasa. Lần nữa ha, 10 là Dasa. 20 là Visati. 30 là Tinh Sati. 40 là Chatta Lisa. 50 là Panyasa. 60 là Sati. 70 là Satati. 80 là Asiti. 90 là Nabuti. 100 là Satta. 1000 là Sahasa. Nhớ là hôm trước mình số 10 với số 20 lắm đọc. Học rồi cho nên không có ghi lại ở đây. Số 10 là Đát Xác, 20 là Visati. Ở đây người ta chỉ ghi lại bắt đầu từ 30 thôi. Để mình ôn lại. Anh Cát Khánh có ở trên Zoom hay không à? Có ở trên lớp học hay không à? Dạ, dạ có sư. Rồi bây giờ tới nào đọc được giơ tay lên ha. Đọc được giơ tay lên rồi anh Cát Khánh sẽ mời giúp sư. Anh mời các Phật tử đọc giúp sư phần số điểm thì. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Số 10 là Đá Xá, 20 là Quy Sát Tí, 30 là Tinh Sát Tí, 40 là Chắc Ta Lý Xá. Chắc Ta Lý Xá. Dạ. 40 là Chatta Lisa. 50 là Panyasa. 60 là Sati. 70 là Satati. 80 là Asiti. Asiti. Dạ, 80 là Asiti.
90 là ná vú tí, 100 là xá tá, 1000 là xá há xá. Dạ bà sư con. Bà sư sao ạ? Rồi được rồi. Dạ, con đảnh lễ sư. Dạ. Dạ. À, xin mời Phật tử Thanh Hoàng ạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư ạ, và con xin đọc ạ. Số 10 là đa xá, 20 là huy sa tí, 30 là tinh sa tí, 40 là cha ta li sa, 50 là panh nha sa, 60 là sa thi, 70 là sa ta tí, 80 là a si tí, 90 là na vu tí, 100 là sa tá, 1000 là sa ha sa. Con xin hát. Xin mời Phật tử Huyền ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Số 10 là đà xá, 20 là huy xà tí, 30 là tinh xà tí, 40 là chắc ta ly xa, 50 là pan nha xa, 60 là sát thí, 70 là sát tà tí, 80 là á si tí, 90 là ná hủ tí, 100 là sát tá, 1000 là xá hạ xá. Đọc khá tốt. Dạ. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Dạ thưa sư, con đọc ạ. Số 10 là đá xá, 20 là quy xá tí, 30 là tim xá tí, 40 là chát ta li xa, 50 là anh nha xa, 60 là sát thí, 70 là sát tát tí, 80 là ACT, 90 là na bú tí, 10 là sát tá, 1000 là xá há xá. Con xin hết ạ. 100 là sát tá. 100 là sát tá, 1000 là xá há xá. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư ạ, con xin đọc ạ. Số 10 là đá xá, số 20 là quy xá tí, số 30 là tinh xá tí, số 40 là chá ta li xa, số 50 là băng nha xa, số 60 là xá tí, số 70 là xá tá tí, số 80 là a si tí, số 90 là ná bú tí, số 100 là xá tá, số 1000 là xá há xá. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An Trần ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Số 10 là đá xá, số 20 là vi xá tí, số 30 là tim xá tí, số 40 là chá ta li xa, số 50 là hành nha sa, số 60 là sát thí, số 70 là sát tá thí, số 80 là á si thí, số 90 là ná vú thí, số 100 là sát tá, số 1000 là sát há sát. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ con xin đọc ạ. Số 10 là đá xá, số 20 là quy xá tí, số 30 là tinh xá tí, số 40 là chát tá ly xa, số 50 là banh nha xá, số 60 là sát thí, số 70 là sát tá tí, số 80 là á si tí, số 90 là ná vú tí, số 100 là xá tá, số 1000 là xá há xá. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phi Sương ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Số 10 là đá xá, số 20 là quý xá tí, số 30 là tiên xá tí, số 40 là chá ta li xa, số 50 là banh nha xa, số 60 là sát thí,
Số 70 là Sát Tá Tý. Số 80 là Á Sư Tý. Số 90 là Ná Vũ Tý. Số 100 là Sa Tá. Số 1000 là Sa Há Xá. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Chi ạ. Dạ con xin đọc ạ. Đá Xá là số 10. Quy Xá Tý là 20. Tinh Xá Tý là 30. Chata Lisa là 40. Banasa là 50. Xá Thí là 60. Xá Tá Tý 70. Á Si Tý là 80. Ná Vũ Tý 90. Xá Tá 100. Xá Há Xá 1000. Dạ con xin hết. Xin mời sư cô Liên Diệu ạ. Dạ một phần thưa sư con đọc ạ. Số 10 là Đá Xá, 20 là Vi Xá Tý, 30 là Tim Xá Tý, 40 là Chát Ta Li Xá, 50 là Pan Nha Xá, 60 là Xá Thí, 70 là Xá Tá Tý, 80 là Á Si Tý, 90 là Ná Vũ Tý, 100 là Xá Tá, 1000 là Xá Há Xá. Xin mời Phật tử Mai Châu. Dạ thưa sư con xin đọc. Số 10 là Đá Xá, 20 là Quý Xá Tý, 30 là Tim Xá Tý, 40 Chất Ta Ly Xa, 50 Banh Nha Xa, 60 Sát Thí, 70 Sát Ta Tý, 80 Á Xá Tý, 90 Ná Vốn Tý, 100 Xá Tá, 1000 Xá Ha Xá. Con xin hứa. Xin mời Phật tử Minh Ngạn. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Dạ, số 10 là Đá Xá, 20 là Quy Xá Tý, 30 là Tinh Xá Tý, 40 là Chát Ta Ly Xá, 50 là Banh Nha Xá, 60 là Sát Thí, 70 là Sát Tá Tý, 80 là Á Si Tý, 90 là Ná Vũ Tý, 100 là Xá Tá, 1000 là Xá Há Xá. Dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Tuyết ạ. Dạ con xin đánh lễ sư ạ. Con xin đọc. Số 10 là Đá Xá, 20 là Quy Xá Tý, 30 là Tin Xá Tý, 40 là Chắc Ta Ly Xá, 50 là Ben Nha Xá, 60 là Xá Tý, 70 là Xá Ta Tý, 80 là A Si Tý, 90 là Na Bú Tý, 100 là Xá Tá, 1000 là Xá A Xá. Dạ, con xin hết. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Số 10 là Đá Xá, 20 là Vi Xá Tý, số 3 là 30 là Tinh Xá Tý, 40 là Chát Ta Ly Xá, số 50 là Banh Nha Xá, số 6 là Sát Thí, số 7 là Sát Tá Tý, số 80 là Á Si Tý, 90 là Ná Vũ Tý, 100 là Xá Tá, 1000 là Xá Há Xá. Sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc. Số 10 là Đá Xá, số 2 Vi Xá Tý, số 30 Tim Xá Tý, 40 Chát Ta Ly Xá, 50 Banh Nha Xá, 60 Xá Thí, 70 Xá Tá Thí, số 80 Á Si Tý, 90 Ná Vũ Tý, 100 Sát Tá, 1000 Sát Ha Sát. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, sẽ không xin đào ạ. Đá Xá, 10 Đá Xá, 20 là Quy Xá Tý, 30 là Tinh Xá Tý, 40 là Chát Ta Ly Xá, 50 là Banh Nha Xá, 60 là Sát Thí, 70 là Sát Tá Tý, 80 là Á Si Tý,
90 là Na Vũ Tí, 100 là Xá Tá, 1000 là Xá Hát Xá và Cô Xá Nhà. Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Mời người khác anh để lâu mất thời gian. Xin mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ con xin đọc ạ. Dạ bạch sư con xin đọc. Mời Phật tử Sa Nguyên. Số 10 là Đá Xá, số 20 là Vi Xá Tí, số 30 là Tin Xá Tí, số 40 là Chát Ta Li Xá, số 50 là Ban Nhá Xá, Ban Nhá Xá, số 60 Ban Nhá Xá, số 60 là Xá Thí, số 70 là Xá Ta Tí, số 80 là A Xí Tí, số 90 là Ná Vũ Trí, số 100 là Sát Tá, số 1000 là Sa Ha Sát. Dạ con xin hết ạ. Mời Phật tử Nguyên Lê. Dạ thưa sư con đọc. Số 30 là Tim Xá Tí, số 40 là Cha Chát Ta Li Sa, số 50 là Panh Na Sa, số 60 là Sát Thí, số 70 là Sát Tá Tí, số 80 là A Si Tí, số 90 là Na Quý Tí, số 100 là Sát Tá, số 1000 là Sa Ha Sá. Dạ thưa sư con hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Thưa sư con xin đọc. Số 10 là Đá Xá, số 20 là Quy Xá Tí, số 30 là Tin Xá Tí, số 40 là Chát Ta Li Xá, số 50 là Phan Nha Xá, số 60 là Sát Thí, số 70 là Sát Ta Tí, số 80 là A Si Tí, số 90 là Na Vũ Tí, số 100 là Sát Tá, số 1000 là Sa Ha Sá. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Số 10 là Đá Xá, số 20 là Quy Xá Tí, số 30 là Tin Xá Tí, số 40 là Chát Ta Li Xá, số 50 là Ban Nha Xá, số 60 là Sát Thí, số 70 là Sa Tá Tí, số 80 là Á Si Tí, số 90 là Na Vu Tí, số 10 là 100 là Sá Tá, số 1000 là Sá Há Sá. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Mangala Nandi đi. Dạ thưa sư con xin đọc. Đá Xá là 10, Vi Xá Tí là 20, Thiên Xá Tí là 30, Sát Ta Li Xá là 40, Ban Nha Xá là 50, Xá Tí là 60, Sát Ta Tí là 70, Á Si Tí là 80, Ná Vũ Tí là 90, Xá Tá là 100, Xá Hát Xá là 1000. Dạ xin hết. Xin mời sư cô Tánh biểu hiện. Con xin đọc. Số 10 là Đá Xá, số 20 là Vi Xá Tí, số 30 là Tin Xá Tí, 40 là Chát Ta Li Xá, 50 là Panh Nha Xá, 60 là Sát Thí, 70 là Sát Tá Tí, 80 là Á Si Tí, 90 là Ná Vu Tí, 100 là Xá Tá, 1000 là Xá Há Xá. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Song Tiên. Dạ con xin đọc ạ. 10 Đá Xá, 20 Vi Xá Tí, 30 Tin Xá Tí, 40 Chát Ta Li Xá, 50 Ban Nha Xá,
60 sát thi, 70 sát sát thi, 80 acid, 90 navut, 100 sát tá, 1000 sát hát tá. Nam mô Phật. Xin mời Phật tử Lon Liễu Tham Má Nanh Đi. Sư con xin đọc ạ. Số 10 là Đá Xá, số 20 là Quy Xá Tị, số 30 là Tinh Xá Tị, 40 là Chát Tạ Ni Xá Ni Xá, 50 Bành Nha Bành Nha Xá, 60 Sát Thị, 70 Sát Tạ Tị, 80 A Si Tị, 90 La Vũ Tị, 100 Sát Tạ Sát Tạ, 1000 Sát Hạ Sạ. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ bà sư con đọc 10 Đá Xá, 20 Vi Xá Tý, 30 Tiên Xá Tý, 40 Chát Ta Ly Xa, 50 Panh Nha Xa, 60 Sát Thí, 70 Sát Tá Tý, 80 Á Si Tý, 90 Na Vút Tý, 100 Sát Tá, 1000 Sát Hát Xá. Con xin hết. Rồi. Dạ, còn Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Có. Rồi, nếu mà hát rồi mình nghe. Đọc lại ha, đọc lại rồi về ai đọc chưa được mình nghe file. Bữa nay tương đối là mình đọc khá tốt, phần lớn là đọc được. Dạ. Yeah. Rồi 10 là Đá Xá, 20 là Vi Xá Tý, 30 Tinh Xá Tý, 40 Chát Ta Ly Xa, 50 Panh Nha Xa, 60 Sát Thí, 70 Sát Tá Tý, 80 Á Si Tý, 90 Na Vú Tý, 100 Sát Tá, 1000 Sa Há Xá. Rồi lần nữa. 10 là Đá Xá, 20 là Vi Xá Tý, 30 Tinh Xá Tý, 40 Chát Ta Ly Xa, 50 Panh Nha Xa, 60 Sát Thí, 70 Sát Tá Tý, 80 Á Si Tý, 90 Na Vú Tý, 100 Sát Tá, 1000 Sa Há Xá. Rồi đó là phần số đếm. Bây giờ chúng ta chuyển sang một phần mới, đó là phần bài tập. Sửa bài tập ha. Sửa bài tập, đây là 5 câu bài tập của bài số 3. Câu số 1 đó là Rahula Rajakumaro. Câu số 2 đó là Chata Diwasasmin. Câu số 3 đó là Siddhartha Rajakumarina. Câu số 4 là Pupale. Câu số 5 đó là Vesakhamasamha. Và trước rồi mình có 5 câu tiếng Việt. Đó là này Bà La Môn, vào những ngày rằm tháng Vesak, bởi những vị hoàng tử đến người dòng tộc Thích Ca của những vị vua. Chúng ta chỉ sửa 5 câu bài tập cơ bản, phần nâng cao này thì để tự nghiên cứu. Giờ trước tiên sửa bài tập này thì chúng ta đọc phần từ vựng trước. Mình có một số từ vựng. Giờ từ vựng này mình có tới mười mấy từ. Cho nên nếu mỗi một người mà đọc hết mười mấy từ thì chúng ta sẽ không đủ thời gian. Giờ sẽ chia ra hai người đọc. Người đầu sẽ đọc tới chữ Rahula Rajakumara. Còn người sau thì bắt đầu đọc tới chữ từ chữ Va này cho đến kết thúc. Từ chữ Va cho đến kết thúc. Xin sẽ di chuyển máy. giờ nghe đọc từ vựng ha. Chá. Anh đây sư chỉ đọc Bali thôi. Đến khi mình đọc luôn cả phần tiếng Việt cho dùm sư nha. Chá. Chá. Chà tá đi qua xá. Chà tá đi qua xá. Pà xà đá. Pà xà đá. Pùn nạ mì đi qua xá. Pùn nạ mì đi qua xá. Pút tá. Pút tá. Pramana. Pramana. Raja Kumara. Raja Kumara. Raja Putta.
Rajaputta, Rahula Raja Kumara, Rahula Raja Kumara, và về xa khắp phun nó mì đi qua sát, về xa khắp phun nó mì đi qua sát, về xa khắp mà sát, về xa khắp mà sát, vi xa khắp mà sát, vi xa khắp mà sát, sắc cá, sắc cá, xa giá, xa giá, Siddhartha Raja Kumara, Siddhartha Raja Kumara, Suddhodana Raja, Suddhodana Raja. Rồi nghe đọc lại lần nữa nha. Cha Cha Ta Đi Quá Xá Pa Sa Đá Punna Mì Đi Quá Xá Putta Brahmana Raja Kumara Raja Putta Rahula Raja Kumara và về xa khá mà xa quý xa khá mà xa sắc cá xa giá Siddhartha Raja Kumara Suddhodana Raja. Rồi lần nữa. Cha Cha Ta Đi Quá Xá Pa Sa Đá Punna Mì Đi Quá Xá Putta Brahmana Raja Kumara Raja Putta Rahula Raja Kumara và về xa khá phụng nó mì đi qua xa về xa khá mà xa vi xa khá mà xa sắc cá xa giá Siddhartha Raja Kumara Suddhodana Raja. Rồi bây giờ người đọc đầu tiên thì mình đọc thấy chữ Rahula Raja Kumara, mình dừng ở đây. Người thứ hai đọc bắt đầu từ chữ qua cho đến khi kết thúc ha. Rồi bây giờ ai đọc được mình giơ tay lên. Rồi anh Khánh mời, mình xin anh Khánh đây. Dạ, xin mời Phật tử Quyên Lê. Dạ, thưa sư con đọc chá. Dạ, chá. Đi quá sáng. Dạ, chá và da chá đi quá xá ngày sinh pa đá pa sa đá cung điện puna mi đi quá xá ngày rằm quốc á con trai brahmana bà la môn da chá kumara da chá quốc á thái tử hoàng tử da hú lá da chá kumara 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 hoàng tử Kumara ra ra hú lá ra chá Kumara hoàng tử ra hầu la rồi và thôi, được, hoặc thôi, là được, hay là người thứ hai đọc tiếp dạ. Người thứ hai đọc tiếp yeah. Xin mời Phật tử Mangala anh đi. Dạ vậy xin mời Phật tử Song Tiên. Người thứ hai mình đọc tiếp ha. Xin mời Phật tử Song Tiên. Dạ con xin đọc ạ. Qua về sát sát đọc nghĩa luôn, đọc nghĩa luôn. Dạ qua hoặc là hay là lê sắc khắp bunami đa qua sắc ngày rằm tháng về sắc khắp ma sắc về sắc khắp ma sắc vì sắc khắp ma sắc
tháng lê sắc xà kha xà kia người thuộc dòng thích ca Siddhartha Raja Kumara. Dạ con xin lỗi, chắc nhờ người khác đọc tại vì con bị rớt mạng đó thôi. Rồi. Xin mời Phật tử An Trần. Rồi đọc từ trên xuống đi. Mời An Trần đọc từ trên xuống. Dạ, dạ, dạ thưa sư con xin đọc. Chá. Dạ. Sa tá đi quá xá, ngày sanh. A sa đá, cung điện. Phun nhá mi đi quá xá, ngày rằm. Phút tá, con trai. Brahma ná, bà la môn. Raja Kumara, Raja Putta, thái tử, hoàng tử. Rahula, Raja Kumara, hoàng tử La Hầu La. Rồi, dạ, mời người tiếp theo. Xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, con xin đọc. Qua, hoặc là, hay là, Vê Sa Khá. Bôn Ná Mi, Đi Quá Xá, ngày rằm tháng Vê Sắc. Vê Sa Khá, Ma Xá, Vi Sa Khá, Ma Xá, tháng Vê Sắc. Sắc Cá, Sa Giá, Sa Giá, người thuộc dòng Thích Ca. Xít Thách Thá Ra Chá Cú Ma Rá, Thái Tử Sĩ Đạt Ta. Xuất Thô Đá Ná Ra Chá, Đức vua Tịnh Phạn. Rồi. Con xin hết. Xin mời Phật tử Trần Thị Hoa. Chá và Gia Tá Đi Qua Xá, ngày sinh. Bà Sa Đá, cung điện ạ. Phun Ná Mi Đi Qua Xá, ngày rằm ạ. Út Ta, con trai ạ. Brahma Xá, Bà La Môn ạ. Brahmana, 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 Bà La Môn ạ. Xin mời Phật tử Tiên Huỳnh. Dạ bà sư con đọc. Qua có nghĩa là hoặc là hay là. Vê Sa Khá Pun Ná Mi Đi Quá Xá là ngày rằm tháng Vê Sắc. Vê Sa Khá Ma Xá Vi Sa Khá Ma Xá tháng Vê Sắc. Sắc Cá Sắc Ký Giá là người thuộc dòng Thích Ca. Xí Thát Xá Ra Chá Cú Ma Rá là thái tử Sĩ Đạt Ta. Xuất Thô Đá Ná Ra Chá là đức vua Tịnh Phạn. Con xin hết. Xin mời Phật tử Huyền. Chú Thế Sư cho con xin đọc ạ. Chá và Chá Tà Đi Hòa Xá, ngày sinh. Ba Xá Đá, cung điện. Pun Ná Mi Đi Hòa Xá, ngày rằm. Phút Tá, con trai. Brahma Ná, Bà La Môn. Ra Chá Cú Ma Rá, Ra Chá Phút Tá, thái tử, hoàng tử. Ra Hủ Lá, Ra Chá Cú Ma Rá, hoàng tử La Hầu La. Qua. Xin mời Phật tử Thanh Hoàng. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Qua hoặc là hay là Vê Sá Khá Pun Ná Mi Đi Quá Xá, ngày rằm tháng Vê Sắc. Vê Sá Vê Sắc Khá Má Xá Vi Sá Khá Má Xá tháng Vê Sắc. Sắc Khá
Sakkhaya, Sakkhaya, người thuộc dòng họ Thích Ca. Siddhartha Rajakumara, Thái tử Siddhartha. Suddhodana Raja, Đức vua Tịch Phạn. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Chá là bà, Gia Tá Đí Quá Xá ngày sinh, Pa Sa Đá cung điện, Pun Na Mi Đí Quá Xá ngày rằm, Út Tá con trai, Brahmana Bà La Môn, Raja Cú Ma Rá, Raja Út Tá Thái tử Hoàng tử, Rahula Raja Cú Ma Rá Hoàng tử La Hầu La. Con xin hết ạ. Rồi, mời người tiếp theo. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Qua, hoặc là, hay là Vesakha Punna Mi Divasa ngày rằm tháng Vesak, Vesakha Masa Visakha Masa là tháng Vesak, Sakka Sa Giá, người thuộc dòng Thích Ca. Siddhartha Raja Kumara, Thái tử Siddhartha. Suddhodana Raja là Đức vua Tịnh Phạn. Con xin hết. Rồi mọi người đi theo. Sư cô Liên Diệu. Dạ, mô Phật, thưa sư con đọc ạ. Chá có nghĩa là và. Jata Divasa là ngày sinh. Pasada cung điện. Punami Divasa ngày rằm. Putta con trai. Brahmana Bà La Môn. Raja Kumara Raja Putta Thái tử Hoàng tử. Rahula Raja Kumara Hoàng tử La Hầu La. Rồi mọi người tiếp theo. Xin mời Phật tử Mai Châu. Thưa sư, con xin đọc qua hoặc là hay là Vesakha Punami Divasa ngày rằm tháng Vesak, Vesakha Masa Visakha Masa tháng Vesak, Sakha Sakya người thuộc dòng Thích Ca, Siddhartha Raja Kumara Thái tử sĩ Đạt Đa, Siddhodana Raja Đức vua Tịnh Phạn. Xin hỏi. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Thưa sư con đọc ạ. Chá và cha ta đi qua xá ngày sinh, ta xa đá cung điện, quân lá mu đi qua xá ngày rằm, Bút Tá con trai, Ramana Bà La Môn, Ra Chá Cú Ma Rá, Ra Chá Bút Tá Thái tử Hoàng tử, Ra Hú Lá Ra Chá Cú Ma Rá Hoàng tử La Hầu La. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Trần Văn Điền. Dạ, xin đọc ạ. Qua hoặc là hay là Vesakha Punna Mi Đi Quá Xá là ngày rằm tháng Vesak, Vesakha Masa Visakha Masa là tháng Vesak, Sakka Saya là người thuộc dòng Thích Ca, Siddhartha Raja Kumara là thái tử sĩ Đạt Ta, Suddhodana Raja Đức vua Tịnh Phạn. Nhà sĩ thấy à? Xin mời Phật tử Sa Nguyên. Dạ bà sư, con xin đọc ạ. Chá là và, Chá Tá Đí Quá Xá là ngày sinh, Pa Sa Đá là cung điện, Bú Nha Mi Đí Quá Xá là ngày rằm, Bút Tá là con trai, Brahmana là Bà La Môn, Raja Khú Ma Rá, Raja Bút Tá là thái tử hoàng tử,
Rahula Raja Kumara là hoàng tử La Hầu La. Dạ con xin hết ạ. Rồi mọi người tiếp theo. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Qua hoặc là hay là Quê Sát Khá Punami Đí Quá Xá là ngày rằm tháng Quê Sắc. Quê Sát Khá Mara Quy Sát Khá Ma Xá là tháng Quê Sắc. Sắc Cá Sakya là người thuộc dòng Thích Ca. Siddhathara Chá Kumara là thái tử Sĩ Đạt Ta. Sutho Đá Ná Ra Chá là đức vua Tịnh Phạn. Dạ bạch sư hết ạ. Rồi. Xin mời Phật tử Phương Ti. Dạ con xin đọc Chát và Gia Tát Đi Bá Xá ngày sinh Bá Xá Đá cung điện. Bunamida Đi Bá Xá ngày rằm Bút Tá con trai Ramaha Ramana Bà La Môn. Gajat Kumara Gajat Bút Tá thái tử hoàng tử. Rahula Gat Yakumara hoàng tử Rahula. Dạ con xin hết. Ai người tiếp theo? Xin mời Phật tử Chi. Rồi đọc đi. À, dạ con xin đọc. Qua hoặc là hay là Vesakha Bunami Bunami Đi Quá Xá là ngày rằm Vesak. Vesakha Masa là tháng Vesak. Sakya người thuộc dòng Thích Ca. Siddhartha Raja Kumara thái tử Sĩ Đạt Đa. Suttodana Raja đức vua Tịnh Phạn. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Hương Nguyễn. Bấm như là unmute này. Dạ con xin đọc dạ cho con cái bài lên trên chút nữa. Dạ. Rồi. Dạ con xin đọc ạ. Chá và Cha Tá Đí Quá Xá ngày sinh Ba Xá Đá cung điện. Bunami Đí Quá Xá ngày rằm Út Tá con trai. Brahmana Bà La Môn. Raja Kumara Raja Bú Tá thái tử hoàng tử. Chữ nữa. Chữ này nó bị che thầy. Con thấy. Dạ. Rahula Raja Kumara hoàng tử Ra Hầu La. Dạ con xin hết. Xin mời sư cô tánh biểu hiện. Dạ thưa sư con xin đọc qua hoặc là hay là Vesakha Bunami Đi Quá Xá là ngày rằm tháng Vesak. Vesakha Ma Xá là tháng Vesak. Sakya là người thuộc dòng Thích Ca. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Sĩ Đạt Ta. Suddhodana Raja là đức vua Tịnh Phạn. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư con xin đọc. Cha là và Cha Ta Đi Quá Xá ngày sinh Pasada cung điện. Punami Đi Quá Xá ngày rằm Buddha con trai. Brahmana Bà La Môn. Raja Kumara Raja Punta thái tử hoàng tử.
Rahula Rajakumara, hoàng tử La Hầu La. Con xin hát. Rồi. Xin mời Phật tử Mangala Nandi. Dạ thưa sư, con xin đọc vá hoặc là hay là về sắc Buna Mi Đi Qua Xá ngày rằm tháng về sắc Sa Khá Sa Kia là người dòng phụ thuộc dòng Thích Ca. Siddhartha Raja Kumara là thái tử Siddhartha. Suho Dana Raja Raja là đức vua thịnh phạn. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Chá và Chá ta đi quá xá là ngày sinh. Ba sa đá là cung điện. Vun ná mi đi quá xá là ngày rằm. Vút tá là con trai. Trăm má ná là bà ra môn. Rá chá cú má rá. Rá chá bút tá là thái tử, hoàng tử. Rá hú lá. Ra chát cú ma rá là hoàng tử la, ra hầu la. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, con Phật tử nào muốn đọc đúng không ạ? Rồi, nếu mình hết rồi nghe đọc lại ha. Nghe đọc lại rồi sau đó chúng ta sửa bài tập. Chá là hoạt. Chá, cha tá đi vá xá. Pa sa đá. Pu na mi đi vá xá. Pu tá. Pram na. Raja Kumara, Raja Putta, Rahula, Raja Kumara, và Vesakha Punami Divasa, Vesakha Masa, Vesakha Masa, Saka, Sakya, Siddhartha Raja Kumara, Suddhodana Raja. Rồi lần nữa, Chá, Chata Divasa, Pa sa đá, Punami di pa sa, Putta, Pramana, Raja Kumara, Raja Putta, Rahula, Raja Kumara, và Vesakha Punami di pa sa, Vesakha Masa, Vesakha Masa, Saka, Sakya, Siddhartha Raja Kumara, Suddhodana Raja. Rồi, đó là phần từ vựng, bây giờ phần sửa bài tập. Anh Khánh sang phần bài tập trình sư đi anh Khánh. Dạ. Anh có mở sẵn chưa? Dạ, nãy con có mở rồi nhưng mà để con mở lại. Okay. Ra bây giờ mời các tử mình sửa bài tập ha. Giờ ai sửa được câu nào giơ tay lên để mình sửa câu đó. Ôi phần giơ tay lên là nhìn ở đâu để mình thấy họ gì anh Khánh hả? Vô participant đó. Participant hả? Dạ. Yeah. Giờ mấy người giơ tay lên này là người sửa hay sao đây? Đang thấy đang giơ tay lên đây sửa được hay không đây? Dạ con sửa được sư. Vậy hả? Rồi vậy mời sư sẽ gọi ha. Bây giờ gọi theo thứ tự. Rồi mời mời An Phan sửa câu 1 đi. Dạ câu 1 là dịch Pali sang tiếng Việt là đọc trước rồi dịch sau. Dạ. Rahula Raja Kumaro. Rồi dịch đi. Là thái tử La Hầu La, số ít chủ khách. Rồi, giỏi quá. Dạ thưa sư, con cảm ơn. Quá giỏi. Cái chủ cách số ít thì nói gì là quá giỏi nè. Ai được rồi. Thái tử Rào La gì là được rồi. Khỏi biết mấy kia. Rồi câu số 2 ha. Câu số 2 mời cô Kim Cúc đi vậy. Xin cô Hoa Sang Nhân đã. Mời cô Kim Cúc câu số 2. Xin đại, xin dạ thưa sư,
Rồi. Cha ta đi. Con xin đọc nè. Cha ta đi Wasasmin là trong ngày sinh. Con dịch là trong ngày sinh. Trong ngày sinh. Có ai dịch khác hơn không? Dạ vào ngày sinh. Ngày sinh nè. À, ai dịch vào ngày sinh. Nói câu đó nên dịch vào ngày sinh thì nghe hay hơn. Vào ngày sinh nghe hay hơn. Đúng rồi, vào ngày sinh nghe hay hơn. Mặc dù ở con cách thứ 7, cái này là cách thứ 7, mình có thể dịch là trên trong bài ở, nhưng ngày sinh thì dịch vào ngày sinh thì dịch nghe nó. Rồi câu số 3, câu số 3. Ai làm xong rồi bỏ tay xuống. Ai làm xong mỗi người làm câu thôi để người khác ta làm. Rồi mà cô Chi nè, mời cô Chi dịch câu số 3 ha. Dạ, câu số 3 là Siddhartha Rajakumarena là cách thứ 3 số ít bởi Thái tử Siddhartha. Rồi, bởi Thái tử Siddhartha, giỏi quá. Dịch mà nói được như vậy nữa là giỏi. Tức là biết nói cách thứ mấy, số ít, số nhiều nữa. Dịch như vậy thì quá rõ. Dạ, bởi Thái tử Siddhartha. Rồi, được rồi. Dạ, câu số 4. Câu số 4, mời Phật tử Trần Văn Điền câu số 4 ha. Dạ, thưa sư, con xin trả lời ạ. Rồi. Upale, đây là cách định sự cách thứ 7 số ít. Dịch rồi. Đức vua. Rồi, ở Đức vua. Dạ. Rồi. Ai có thể dịch được cách thứ 4 mà ở một cái cách khác nữa à? Có ai dịch được câu số 4 ở cách khác nữa không? Dạ, dạ con xin dịch câu số 4. Rồi. Dạ, câu số 4 là nhiều đức vua đối cách số nhiều. Đối cách số nhiều. Những vị vua đi. Mình đừng có dịch những nhiều ha. Những vị vua đối cách. Dạ, dạ. À, cảm ơn. Là những vị vua. Những vị vua. Tại sư, ở trong Bali chữ nhiều nó có cái tính từ của nó cho nên mình không dịch là nhiều mà là những vị vua. Bỏ câu nhiều đi anh, cái chữ nhiều đó không được đâu. Những vị vua là được. À, những vị vua. Câu số 4 đó mình dịch được hai cách ha. Mình có thể dịch ở Đức vua cũng được. Nếu mình dịch ở Đức vua thì là định sai cách số nhiều. Còn những vị vua thì là đối cách. Xin lỗi. Ở Đức vua thì là định sai cách số ít. Nhưng mà những vị vua thì là đối cách số nhiều. Tùy theo mình dịch mình giải thích cho người ta nghe. Mình dịch ở cách nào thì mình giải thích theo cách đó. Rồi câu số 5. Để xem rồi câu số 5 để mời ha. Ai làm xong mình bỏ tay xuống. Rồi mời Nguyễn Hảo đi. Mời Hảo Nguyễn nè. Hảo Nguyễn câu số 5 đi. Mời Hảo Nguyễn câu số 5. Hảo Nguyễn có nghe hay không à? Tôi có nghe à. Rồi, câu số 5 đi. Dạ, câu số 5 là từ tháng Vesak là xuất xứ cánh số ít ạ. Rồi, xuất xứ cánh số ít, tốt quá. Có gì là mình đã hiểu hết rồi đó, nếu như vậy là đã hiểu hết rồi. Hiểu được cái bản chia của mình, của danh từ năm thánh vị người ác. Từ tháng bị sắc như là quá tốt, học gì là có thành công. Mấy bản đầu tiên mà mình đã hiểu được hết như vậy là quá tốt rồi, học quá giỏi. Rồi bây giờ sang phần tiếng Việt. À, coi như năm câu Bali là mình đã làm xong. Giờ sang phần tiếng Việt. Các Phật tử nào chưa hiểu thì mình sửa bài tập vào ha, tự sửa vào. Rồi cái file này người ta sẽ post lại ở trên mạng cho mình. Bốt lại để mình xem lại ha. Tôi sẽ chụp bốt lại trên mạng này để cho mình sửa lại. Nếu mà ai chưa sửa kịp. Các tử mình đã có sách rồi thì mình vẫn phải viết lại ở trong sách đó. À, viết lại để nhớ. Học Bali phải chỉ khóa chép, ghi chép tí thì mình nhớ được. Dạ thầy ơi, cho con hỏi một chút được không thầy? Rồi hỏi đi. Dạ hỏi đi. Cho thầy có thể giảng lại giùm con cái câu số 4 được không thầy? Câu số 4. Dạ, cái chỗ mà
những vị vua thì con biết rằng ở đức vua thầy. Ở đức vua là cách thứ 7 số ít. Tại cách thứ 7 với cách thứ 2 á nó giống nhau. Nhưng mà nếu mình dịch như vậy á, tùy thêm dịch, nếu mình dịch ở cách thứ 7 á thì nó chỉ ở số ít thôi. Còn nếu mình dịch những á, mình dịch cách thứ 2 thì nó phải là số nhiều. Tức là nó có cái cách chia giống nhau nhưng mà về số thì nó khác nhau. Dạ, vậy là trong cái ngữ cảnh của cái bài á, thì mình sẽ dịch theo cái ngữ cảnh của đúng bài rồi, đúng không thầy? Ngữ cảnh, đúng rồi, theo ngữ cảnh. Tại ở đây nó chưa ra cái ngữ cảnh chứ không, nó chỉ một từ thôi. Nhưng mà trong thí dụ nếu một trong câu văn thì mình sẽ đoán ra cái ngữ cảnh nó đang ở số ít hay số nhiều. Còn ở đây vì nó chỉ một từ thôi thì mình có thể dịch nó ở hai trường hợp như vậy. Dạ, mô Phật con cảm ơn thầy. Rồi. Rồi bây giờ câu số 1 ha. Câu số 1 này Bà La Môn mời Hoàng Viễn dịch rồi bỏ tay xuống đi. Mời cô Huyền nè. Mời cô Huyền dịch câu số 1 đi. Ai dịch rồi bỏ tay xuống để những người khác tập dịch ha. Mỗi người tập dịch một câu cho làm quen. Tại mình nhiều người, mình tới cả trăm người là, nên mỗi người làm một câu là được rồi, để những người khác cùng làm. Cô Huyền có nghe hay không à? Thưa sư, con xin trả lời câu 1 ạ. Rồi, làm đi. Dạ, nay Bà La Môn, nó sẽ thuộc là hố cách số đúng ít. Rồi. Và mình sẽ có hai cách đọc ạ. Rồi. Brahmana và Brahmana ạ. Brahmana hoặc là Brahmana. Hoặc là Brahmana. Brahmana hoặc là Brahmana. Dạ. Brahmana. Này chấm dưới anh. Này chấm dưới anh control đó. All in nào. Máy không đánh được hả? Copy ở trên xuống đi. Copy chữ Bà La Môn ở phần từ vựng á. Phần từ vựng á. Đó, chữ Bà La Môn phần từ vựng đó. Rồi cho một cái nữa, một cái Brahmana nữa. Tại cái đó nó có hai cách viết. Nó có hai cách hô cách, nó có hai cách phẩy cái đi. À, gì cũng được. Cho chữ A. Brahmana, rồi. Rồi, câu số 2 để coi xem ai làm câu số 2 đi. Cô Huyền bỏ tay xuống đi. Mà cô Diệu Bảo nè, mà cô Diệu Bảo làm câu số 2 đi. Ai làm không được thì bỏ tay xuống ha, để giơ tay lên này mời làm không được ạ. Dạ, con làm vào những ngày rằm tháng Vesak, Vesakha. Con làm cách thứ 5 á sư. Vào thì cách thứ 5 là không được rồi. Vào thì phải là cách thứ mấy? Vào thì nó bằng với cách thứ mấy? Vào thì nó bằng với chữ trong á. Cho nên nó dạ. Trong là cách thứ 7 sư. Dạ thứ 7. Dạ thưa sư, cái bắt cách thứ 7. Phải là cách thứ 7. Dạ. Cách thứ 7. Cho nên phải về xa. Xa về số. Dạ. Vì xa khác, ngày nữa, phải có chữ ngày nữa. Vào ngày rằm tháng vi sát, xem từ vựng coi. Vào ngày ngày rằm tháng vi sát là cái gì? Bun Vì xa khá, bun nam mi. Mi Đi quá xa. À, rồi chia nó coi, chia nó số nhiều vô. Dạ. Số nhiều là cái gì? Đi quá xá rê xú. Copy chữ đó vô anh lên rồi chia nó vô. Rồi chia làm sao? Về xa khắp của nó mày đi quá xê. Dạ, rê xú.
đi có xe xuống ha. Rồi đó là vào những ngày rằm tháng về sát. Dạ. Câu số 3, câu số 3 này coi ai đây. Rồi bỏ tay xuống đi mày, mày Lan Lê ha, mày cô Lan Lê làm câu số 3. Dạ thưa sư, bởi những vị hoàng tử là Raja Kuma Rehi. Rồi, Raja Kuma Rehi, đó là cách thứ mấy? Dạ, cách thứ 3. Cách thứ 3 số? Số nhiều. Số nhiều, đúng rồi. Dạ. Raja Kuma Rehi. À, đúng rồi, đó. Raja Kuma Rehi, bởi những vị hoàng tử. Dạ, yeah. Quật ra cho Kuma Rehi. Kuma Rehi. Đến những, đến rồi câu số 4 ha. Sửa vậy là quá giỏi. Sửa được vậy là quá giỏi. Rồi mời Phạm Tình Thảo câu số 4 ha. Mời Phật tử Phạm Tình Thảo câu số 4. Học như giỏi đó. Nếu mà các tử mà theo học như vậy là học giỏi đó, học không thua gì học ở tại lớp. Thưa sư, câu số 4 là thuộc về cách thứ mấy? Nhưng là nói cách thứ mấy cái gì? Cách số 3 sử dụng cách ạ. Không được, cách thứ 3 không. Cách thứ 3 là cách do bởi với bằng gì đó. Đúng rồi, cách thứ 4, cách thứ 4 à. Đến. Dạ. Đến hoặc là cho đến, cho nên nó là cách thứ tư. Yeah. Rồi. Đọc thêm nè. Sakya hoặc là Sakka, Sakassa. Đúng rồi, Sakassa hoặc là Sakya sát. Sakassa đi. Sakassa. Đúng rồi, Sakya sát hoặc là Sakassa. Sakka, Sakassa. Đúng rồi. Giỏi. Rồi câu số 5 ha. Giỏi quá, sửa 10 có bài tập mà khoảng có 10 phút là xong rồi. Thưa sư cho con xin trả lời câu thứ 5 ạ. Rồi mà cô Thanh Hoa. Cái câu này cái câu này bây giờ phải thêm áp phá vô. Đầu tiên ạ. Dạ con xin khoan để câu này phải thêm chữ áp phá vô nữa anh, để đuôi nó vô nữa. Cái này sắc cá sáng biết sao vậy, hai chữ ca bỏ chữ đi. Rồi chữ á sáng vô của những vị vua ông sắc cá sáng, đúng rồi, sắc cá sáng, đúng rồi, không phải sắc cá sá là chưa ăn rồi. Phải rồi. Đúng rồi. Rồi được rồi. Rồi của những vị vua. Con chia cách số 6 sở thuộc cách ạ. Rồi. Là con chia là Phu Pa Lăng ạ. Phu Pa. Phải là Phu Pa La Năng mới được. Vâng. Phu Pa Na. Đúng rồi, Phu Pa La Năng. La thì thêm vào chữ nào ạ? À. Phu Pa La Năng. Tức là phải Phu Pa La Năng thì mới được. Dạ, Phu Pa La Năng, dạ vâng ạ. Phu đó thêm còn thêm chữ H ha. Phu Pa La Năng đó. À, Phu Pa La Năng. Rồi, như vậy là mình xong 5 câu bài tập của phần tiếng Việt. Xem ra là lớp sửa bài khá tốt. Coi như là mình đã nắm được bài số 3. Thì nếu mình đã nắm được bài số 3 rồi, đến bài số 4 thì mình sẽ nắm được. Lớp nắm bài rất là tốt, sư rất mừng, rất vui khi mà thấy lớp sửa bài được bài tập sư rất là sợ. Tôi sợ là học trên mạng này là bản chi này lớp rất là khó nắm, nhưng bây giờ qua cái bài đầu tiên này lớp nắm được như vậy rất là mừng. Hy vọng là lớp sẽ học được rất là tốt qua cái cách học như thế này. Rồi hy vọng là mọi người phải cố gắng nhiều hơn nữa. Bây giờ sau cái phần bản chia thứ nhất này về nhà cố gắng đọc qua đọc lại. Tại thế bài 1, bài đầu tiên thì nó dễ như vậy. Nhưng mà đến khi nhiều bản chia lên, nếu bản chia đầu tiên mình không nhớ thì thêm một bản chia nữa, hai bản chia nữa, ba, bốn bản chia, thì lúc bây giờ nếu mà mình không nhớ được bản chia nào thì nó sẽ khó rất nhiều.
nó sẽ làm khó khăn cho mình. Cho nên cố gắng nhớ được một vài bản chi, vừa nhớ vừa hiểu thì mới được học Bali. Học ngoại ngữ mà thiếu cái nhớ là không được, nó đòi hỏi mình phải có cái nhớ thì mới giỏi được. Cái đó là nếu mà với anh ta, đặc biệt ở trong room mình thì mình có một vài, trong lớp học mình có một vài sư cô, nếu mà mình muốn giỏi về cái ngôn ngữ này thì đòi hỏi mình phải nhớ rất nhiều, nhớ các bản kia, rồi nhớ từ vựng. Và từ vựng thì theo sư thì với các sư cô thì hầu như là mình phải nhớ, tại ở đây toàn là những từ vựng Phật pháp không. Cái này là sư cố tình, sư chọn giáo trình này là sư cố tình, sư xài nhiều những từ vựng Phật pháp để mình học xong là mình sử dụng được. Mình học xong mình sử dụng được, chứ mình không học phí. Ví dụ mình học trâu, bò, ngựa, chó gì đó, không. Đây là những từ vựng Phật pháp mình học xong để mình sử dụng nó luôn, nó không có phí. Mình bỏ thời gian học xong thì mình sử dụng được nó. Dạ. Rồi bây giờ phần lớp học ngày của bài số 3 ở đây mình tạm kết thúc ha. Giờ bài hôm sau thì mình sẽ học tiếp bài số 4, coi như là một tuần mà mình học 3 buổi và một dành cho một bài học thì vừa đủ. Vừa đủ. Và cũng có đủ thời gian để các tử mình có thể đọc bài. Yeah. Về phần đoạn văn đó, tại vì bây giờ lớp mình đọc còn yếu quá cho nên mình chưa thể đọc phần đoạn văn được đâu. Chắc phần mình phải học 5-7 bài mình mới thể có thời gian đọc đoạn văn được. Bây giờ chủ yếu là đọc phần từ vựng, đọc phần bài tập, để khi mình đọc được suôn sẻ tí thì mình mới chạy qua mình đọc phần đoạn văn. Khi mình đọc đoạn văn được thì đồng nghĩa với mình đọc văn bản được rồi. Bây giờ trả lại chương trình cho phần MC để mình kết thúc phần buổi học hôm ngày hôm nay ha. Dạ thưa sư, cho con xin hỏi xíu được không sư? Rồi, cần hỏi gì hỏi đi. À, sư ơi, sư cho con hỏi là ở bên chùa mình còn tài liệu học Bali này không sư? Có rồi. Gì thỉnh được không sư? Đắt rồi, sư cô cần bao nhiêu? Dạ, con xin một quyển để học thôi à sư. Có đâu? À, con ở dưới Đồng Nai á, nhưng mà hiện tại là con đang ở Sài Gòn. Có gì ngày mai con ghé qua chùa. Ghé đây sẽ còn một bộ duy nhất đó, một bộ duy nhất. Sa thú, con cảm ơn sư. Dạ, à. Có gì ngày mai con ghé qua. Dạ. À. Sư dạ. Con xin trí ơn sư. Dạ, bà sư, trước con có xin một bộ mà sư đi rồi sư không có đưa đó sư. Đó, thế bàn tay. Hứa của sư cô là con như dạ, bà sư, Mai Quyền có nói như con tưởng Mai Quyền giữ, nhưng mà cuối cùng là sư đi rồi, con chưa nhận được sư. Dạ, hết rồi. Rồi, trả mic lại cho bên hướng dẫn chương trình, mời cô Phước Chiên đi lên kết thúc bài học. Dạ, dạ. Dạ, bài học buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Dạ, chúng con xin kính tri ân sư đã dành thời gian biên soạn và giảng dạy. Kính chúc sư nhiều sức khỏe và ăn vui. Và bây giờ xin mời cô Phúc Huệ Trung đọc bài kinh hồi hướng trước đến chư thiên. Xin mời cô. Dạ, alo ạ. Dạ, con xin thay mặt lớp học tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay. Akasata chabumata dewanaga mahitika unyang no anumodang tuchirang rakhang tusasana Akasata chabumata dewanaga mahitika unyang no anumodang tuchirang rakhang tunogaru Akasattha ca bhummatha devanaga mahitika Unyang no anumodang tuchirang rakhang tunyatayo Akasattha ca bhummatha devanaga mahitika Unyang no anumodang tuchirang rakhang tubanino Akasatta ca bhummatha devanaga mahitika Unyang no anumodang tuchirang rakhang tuno sadang Idang watano bunyang asawakha
ya wa hang bo tua na ga te ka le sa thu sa thu sa ta mu sa. Buổi học tới hôm nay là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ và hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ bảy vào lúc 7:30. Dạ con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ. Nhớ nha. À, lớp Phật tử nào chưa có sách đó mình theo dõi phần bài mới của trên Facebook của sư và của cô Bùi Ngọc Trân nha. Dạ, thưa sư.